Hello, xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em đã đến với clip tiếp theo của mình em ơi. Anh em ạ, ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với anh em những cái công thức chơi của mình, những cách chơi của mình. Mình lựa chọn phần tài xỉu nổ ở trong game 68 game bài thôi anh em ơi. Một cái phần một con game rất là uy tín hiện nay rồi, và một cái phần chơi mà có nổ như vậy thì anh em may mắn, nếu anh em may mắn được nổ hũ thì cái số tiền cược của anh em nó sẽ được nhân lên rất là nhiều. Đứng đầu tiên thì mình bắt theo cầu 1-1 xem có ok la không nhé. Sợ ok la luôn. Đứng đầu tiên lụm nhẹ nhàng 10M anh em ơi. Đứng thứ hai nào. Đứng thứ hai chắc là mình sẽ làm nhẹ nhàng, vẫn theo cầu 1-1 thôi, làm 10M anh em nhé. Đánh nhẹ nhàng theo cầu, đánh theo nhẹ nhàng theo cầu 1-1 thôi. Hy vọng là nó cứ chạy cầu 1-1 thôi thì mình cứ bán được cầu 1-1 mình đánh. Thật ra thì mình thấy là không nên cắt cầu đâu anh em ơi. Chơi thì cứ bán được cầu mà đánh thôi. Nào để xem nó sẽ ra gì đây. Hy vọng là trắng chân nào anh em. 1 con. Ra con 1 được không? Không ra con 1 anh em ơi. Nghe nó cứ tưởng nó chạy được cầu 1-1. Bám theo thôi, áp dụng công thức chơi rồi anh em ơi. Áp dụng công thức chơi rồi. Tiếng này thì để mình chơi với con xí ngầu 1 anh em ạ. Nói chung là công thức thì cũng không thể đúng 100% được, nhưng mà tỷ lệ nó ra thì nó sẽ là cao hơn anh em nhé. 14 cộng với 5 thì bằng 19. Thế thì mình sẽ quất một con tài đi, là 14 mở tài anh em ạ. Trắng vào để xem kết quả sau nó sẽ ra cái gì nào. Làm nhẹ nhàng 14 mở tài. Có ô sắp tê là không nào. Mong là sẽ dày chân thôi. Những cái tuyến đầu tiên là những cái tuyến khá là quan trọng anh em ạ. Năm năm chắc chắn ra một con tài rồi anh em ơi. Lụm 14M anh em nhé. Chắc chắn ra một con tài. Lụm nhẹ nhàng 14M rực rỡ luôn. Tiếp theo để xem nó sẽ ra một con gì tiếp theo nào. Mười bốn mà cộng cho 5, trời ơi, lại có một con tài đó à. Thế quất luôn, sợ gì anh em. Một khi cầu công thức nó báo thì cứ thế mà chơi thôi, ngại ngần gì nữa anh em. Làm nhẹ 13 mà. Xem có làm nhẹ con tài không rồi nhé. Con tài tiếp theo hay là không nào. Một con năm nữa. Sời ơi, một con tài 11 em ơi. May quá, một 54 nó ra luôn. Một quả 55 rực rỡ luôn anh em ơi. Tiếp tục làm nhẹ 13M nữa. Cứ phải gọi là rực rỡ như thế. 11 cộng với 5 bằng 16. Vậy tiếng này nó báo xỉu rồi. Nhưng mà nó báo cắt cờ rồi, mình cũng sẽ không bao giờ mình đánh to đâu anh em. Làm nhẹ 5M thôi em nhé. Nó cắt cờ rồi, mình chỉ đánh nhẹ nhàng 5M thôi. Lượng tướng này sẽ lụm lúa thành công. Ông xưa nay hy vọng là trắng chân để lụm lúa thành công nào. Hai còn ra sáu, hai thì còn ra sáu thế này thì bê rồi. Và may thì tiếng đấy mình cũng biết là cái tỷ lệ về nó không được cao nên mình cũng ra đánh nhỏ nhẹ rồi anh em ơi.
đánh phải tỉnh táo anh em ạ. 13 cộng 6 bằng 19, như vậy nó vẫn báo một con tài anh em ơi. Mình làm nhẹ nhàng 10 mờ tài đi. Biết là có ok không ơi. Hy vọng nó sẽ dày chân và lụng lúa tay này nè. Tròn người đi, biết đâu làm quả hũ không to nhưng mà có còn hơn không anh em nhỉ. Một con 5, một con 6 sở lại tiếp tục lụng thêm một tay 10 mờ đó này anh em ơi. Nó cứ phải gọi là tròn săn sắt luôn anh em ạ. Xem nào, 14 này, 14 mà cộng cho 6, tướng này lại bám con xỉu à. Cắt cầu thì cứ nhẹ nhàng thôi, dại gì anh em nhờ. Cắt cầu mà cứ nhẹ nhàng thôi chơi thôi. Sẽ trắng chân này. Vẫn là 26 anh em ơi. Vẫn là 26, nặng ra 2 như vậy rồi mà vẫn là 26 nha. Vậy có anh em kìa. Vẫn là bề tài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tiếng tài rồi anh em ơi. 7 tiếng tài rồi, khét thật. Mà mình đánh những cái tay nhỏ thì mình đã bị mất thôi. Quan trọng là cái phải nắm bắt được. 12 cộng 16, tiếng này tỷ lệ ra xỉu chắc chắn là cao rồi, thì nó ra 7 tiếng tài rồi anh em. Mình làm nhẹ nhàng 15 mờ xỉu anh em nhé, cho nó khét khẹt khẹt luôn. Mong là sẽ trắng chân tay này nhá. Làm 3 con 1 cho nó rực rỡ này. Ô ôi ô. Nào ra gì đây, trắng chân nào. Một con 1, một con 1. Úi giời ơi, bí nữa thì 3 con 1 luôn. Rồi, cái tay đấy là cái tay mà tỷ lệ nó về xỉu chắc chắn là cao rồi. Mình mới làm nhẹ nhàng quất một quả 15M anh em nhé. Lên 429M rồi. Chúc mình xin phép mình dừng clip ở đây thôi. Chúc tất cả anh em sẽ thành công. Bye bye anh em.